Tác dụng thanh lọc gan thần kỳ của nước gạo lứt rang. Theo các chuyên gia, uống nước gạo lứt rang, trà gạo lứt rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt rất hiệu quả trong việc thanh lọc gan. Gạo lứt là gạo gì? Gạo lứt còn gọi là gạo rằn, gạo lật là loại gạo chỉ xay bỏ vào chấu, chưa được sắt bỏ lớp cám gạo. Đây là loại gạo rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là các sinh tố và nguyên tố vi lượng. Thành phần của gạo lứt gồm chất tinh bột, chất đạm, chất béo, chất xơ cùng các vitamin như B1, B2, B3, B6, các axit như pantothenic, vitamin B5, para-aminobenzoic, PABA, folic, vitamin M, phytic. Các nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, magie, selen, glutathione, kali và natri. Trường hợp gạo trắng qua quá trình xay, giã, 67% vitamin B3, 80% vitamin B1, 90% vitamin B6, một nửa lượng mangan và hầu hết chất xơ bị mất đi. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng nhận thấy một lon gạo lứt khi nấu thành cơm chứa 84mg magie, trong khi đó ở gạo trắng chỉ có 19mg. Lớp cám của gạo lứt cũng chứa một chất dầu đặc biệt có tác dụng điều hòa huyết áp, làm giảm cholesterol xấu, giúp ngăn ngừa qua các bệnh tim mạch và rất tốt cho để thanh lọc gan. Tác dụng thanh lọc gan cực tốt của nước gạo lứt rang. Trong gạo lứt chứa một hàm lượng chất dinh dưỡng cao và người mắc bệnh gan hay người bình thường sử dụng gạo lứt đều rất tốt cho cơ thể. Lấy kinh nghiệm từ một bệnh nhân bị chai gan nặng nhưng đã được tái sinh thần kỳ nhờ uống nước gạo lứt rang, bác sĩ Randy Wehrhoff, Mỹ, đã áp dụng thử nghiệm cho những bệnh nhân khác với loại nước uống này. Sau đó, bác sĩ đã thực hiện một phân tích máu của một số người. Kết quả thật bất ngờ, những người thanh lọc gan bằng nước gạo lứt có máu rất sạch, hồng huyết, cầu rất tròn và huyết thanh rất trong. Trong khi ở nơi những người khác, hồng huyết cầu, một là méo mó, hai là đầy rẫy những độc tố và ký sinh trùng, parasit. Cách rang, bạn có thể rang gạo lứt bằng bất cứ cách nào, dùng chảo hoặc máy rang bắp. Dùng máy thì chỉ 5 phút là được, nhưng chỉ áp dụng cho gạo lứt tròn. Nếu gạo lứt dài thì phải rang bằng chảo. Bạn muốn rang cho gạo có màu vàng đậm hay màu nâu, nâu sậm tùy ý, nhưng đừng rang cháy. Cách nấu, phương pháp nấu tiện và sạch nhất là dùng nồi và để lửa nhỏ. Bạn có thể nấu từ sáng tới tối hoặc nấu qua đêm. Nếu bạn nấu nồi trên bếp thì nước không trong, nhìn đục như nước cơm vậy, không đẹp mắt. Một nồi nước tương đương với một phích nước, bạn có thể cho 3 đến 5 muỗng gạo lứt rang, tùy người thích uống đậm hay không. Đun khoảng 15 phút cho gạo nở hết ra là có thể uống được. Cách uống, nên uống thay thói quen uống nước trà, uống khi khát, uống bất cứ lúc nào. Nếu muốn uống nóng thì đổ vô bình thủy tinh giữ nhiệt, rồi uống dần ngày đêm. Tác dụng cho sức khỏe, không chỉ thanh lọc gan, trà gạo lứt còn giúp cho bạn có nước da hồng hào sáng, đẹp nhờ làm cho máu sạch, không chứa độc tố, bớt hoặc không còn nhức mỏi mỗi khi trời lạnh, cộng với chế độ ăn uống tốt thì giảm mập nhanh, chữa dứt chứng táo bón kinh niên, miệng, mồ hôi không còn mùi hôi thối, trị nhức vai, mỏi xương ống. Trị nhức vai, mỏi xương sống, uống trường kỳ, uống theo thói quen của người uống trà sẽ hết được bệnh gao, gút, chứng phong thấp của người già, một thứ bệnh khó chữa, cơ thể tăng sinh lực, không còn thấy uể oải hay mệt mỏi, người lớn tuổi không còn bị đi tiểu đêm nhiều lần. Chú ý, lúc khởi sự uống nước gạo lứt, sau 3 đến 4 tuần chỉ có một số người bình thường ít ăn rau hoặc những người nhiều dương tính do thói quen ăn uống trước kia có thể sẽ cảm thấy nóng trong người. Đôi khi có người còn bị lở miệng, nhưng đừng lo lắng, cứ việc uống tiếp tục vài ngày sẽ hết, sau đó cơ thể tự điều hòa trở lại bình thường. Bác sĩ Randy Wellhall cho biết, trước đây có một bệnh nhân ban đầu người này bị sặn mật quá nhiều nên phải mổ để loại bỏ túi mật. Nhưng rồi sau lại phát giác ra tình trạng gan của người ấy cũng có sạn nhiều nên bệnh nhân lại được gửi đi gấp lấy sạn. Tuy nhiên da mặt và mắt của bệnh nhân cứ ngày càng vàng da, sức khỏe ngày một giảm sút, mệt mỏi và uể oải trong mọi sinh hoạt. Cuối cùng bệnh viện cho hay bệnh nhân đang ở trong tình trạng chai gan nặng, uống thuốc chỉ là cầm chừng chứ không thể chữa.
Nếu chịu giải phẫu để cắt gan thì có hy vọng kéo dài thời gian sống hơn, nhưng không bảo đảm sẽ khỏi hẳn. Do đó, bệnh nhân từ chối giải phẫu. Bẵng đi 3 năm sau, người này trở lại. Bác sĩ Rennie nhận thấy da mặt ông ta hồng hào trở lại, không còn tình trạng vàng vọt như xưa. Bác sĩ cho khám lại thì gan đã được tái tạo một cách đáng ngạc nhiên. Khi hỏi chuyện thì người đó cho hay, do may mắn đọc được trang báo nói về tác dụng của việc uống nước đạo lứt sang có thể lọc gan một cách hữu hiệu. Ông này liền bỏ việc uống thuốc và ăn uống theo chế độ chay tịnh, rau trái nhiều hơn là thịt cá, uống nước gạo lứt sang thay cho trà, cà phê, nước ngọt. Sau vài tháng, người này thấy có hiệu quả dần dần, tình trạng uể oải, mệt mỏi biến mất lúc nào không hay.